đông quá nhưng mà hết 5.000 lấy xe. Bộ này có 138 triệu rồi các bạn, dễ thấy sợ.
2 năm, chế độ bảo hành 2 năm nên nó rẻ hơn, còn 22 triệu. Xem bộ này nha, bộ này thì 40 triệu. Đây là bộ đồ giá tiền nha các bạn. Xem giá nhiêu là 95 triệu. Đây là gỗ đỏ bên chăm chăm, từ 115 triệu giảm còn 95 triệu của bạn. Kinh quá. Gỗ này gỗ gì bầu? Ồ, cái này 105 triệu. Bung sọc 100%. Bung sọc 100%. Tâm xe với gỗ đỏ. Cái gọn này mua bao nhiêu tiền? Cái này có 3 triệu à? 3 triệu. Quan trọng là cái camera thôi. Đây điện thoại này. Điện thoại xe cho máy đỏ không chứ điện thoại dễ quá. Cái này mặt xây. Cái này là 65 triệu nè, cái này là gỗ hương. Cái này là dạ không, cái này nó điều khiển riêng luôn đó đó. Cái này nó gắn cái nào lên cũng được, rò hay là tại cái này là cái hiệu quả nhất, rẻ nhất trong mấy cái dòng trong cùng. Còn có dòng của DC Omo á thì nó nổi tiếng hơn mà nó mắc, giá nó khoảng 5 triệu mấy, còn này chỉ có 3 triệu, giá rẻ nhất mà nó hiệu quả nhất. Quay cái này cho mấy anh chị ở trên kia coi nha. Khóa chứ. Cái này là cắm lai. Cắm lai 100%, có hành 2 năm. Giá 95. Thank you.
800 đá không gỗ gỗ giá đẹp 28 triệu.